Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, Đại Đức Thích Giác Nhàn thuyết giảng, nghiêm trì tịnh giới, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc và thi kệ tốt yếu của Tổ sư Ấn Quang. Thời gian ngày 23 tháng 10 2021 dương lịch, nhằm ngày 18 tháng 9 âm lịch năm Tân Sửu. Tập 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý liên hữu. Trong thi kệ tốt yếu, Tổ sư Ấn Quang có nói: Pháp tịnh độ là pháp môn bất tuyệt, pháp cực kỳ vi diệu được thuyết ra. Trải một đời trong Pháp hội Thích Ca, là đại giáo, là nhất thừa vô thượng. Tổ sư Ngài cũng tán thán rằng, những pháp môn khác tuy cao sâu huyền diệu, nhưng phàm phu sát đất, ai có thể đích thân chứng được ngay trong đời này để đạt được lợi ích thật sự. Chỉ có tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương là có thể cậy vào Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Đã vãng sanh Tây Phương, bèn siêu phàm nhập thánh, liệu sanh thoát tử. Do vậy, biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đặc biệt trong các pháp môn do Đức Phật đã nói ra trong cả một đời Ngài. Chớ nên dùng sự tu chứng của hết thảy các pháp môn để so sánh, bàn định pháp này. Do pháp môn tịnh độ chính là pháp môn trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh của mười phương tam thế chư Phật, cho nên ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn từ lâu noi theo gương của Tổ sư Ấn Quang và Hòa Thượng Tịnh Không hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Trong mỗi buổi giảng, ân sư đã đem những tinh hoa trong văn sao của Tổ sư truyền đạt lại cho tất cả mọi người. Trước hết là căn bản của đạo làm người: hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ. Ân sư đem những lời dạy về giáo dục gia đình, nhắc nhở các bậc làm cha mẹ phải có trách nhiệm dạy dỗ con cái để cho chúng nó trở thành hiền thiện, và phải đem đạo lý nhân quả ba đời luân hồi lục đạo khiến cho chúng nó biết kiêng sợ mà gắn làm người lương thiện. Tổ sư Ngài cũng thường nói giáo dục trong gia đình chính là cái gốc để trị an, nhân quả báo ứng chính là pháp để chế ngự cái tâm. Tuy nhiên, trong gia đình, sự dạy dỗ của người mẹ là trọng yếu. Nếu có mẹ hiền, trong thuở thơ ấu, con cái lại thường được giảng giải về nhân quả, thì khi những đứa con ấy lớn khôn, chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi làm những chuyện nghịch trời, tổn đức, vân vân. Gia đình hưng thịnh cần gia quy nghiêm chỉnh, tan nát gia đình bởi bỏ phế gia quy. Muốn con nên người, cha mẹ thận trọng mỗi hành vi, tránh nhân ác và dạy con trồng nhân thiện. Tiếp đó ân sư đem những mối nguy hại của sắc dục nhắc nhở mọi người phải biết con người từ sắc dục mà sanh, nên tập khí này đặc biệt sâu đậm. Do đó chư Tổ sư Đại Đức thường nói, trong biển nghiệp mênh mang, không gì khó đoạn trừ hơn sắc dục. Trần thế nhiễu nhương, không gì dễ phạm phải hơn việc tà dâm. Xưa nay những bậc anh hùng cái thế lấp biển dời non, thường do nơi đây mà bỏ thân mất nước. Bao kẻ tài hoa hơn người, lại cũng do việc này mà cửa nát nhà tan. Hết thảy những điều ấy đều là do tâm không sáng suốt, chịu sự chi phối của hình sắc bên ngoài, thức bị mê muội bởi những cảm tình xúc động nhất thời dẫn dắt. Dung nhan tàn tạ già nua, một khi điểm phấn tô son, liền tưởng như tây thi tái thế. Gái quê thô kệch vụng về, trang điểm vào thêm hương đổi sắc, liền quên ngay hình bóng vợ nhà. Ôi, đầu xương sọ cài trăm thắt lụa, đẩy da hôi ướp xạ sông hương, khéo đòi nhung gấm phô trương, chỉ tuồng che lớp vô thường hôi tanh. Kính thưa quý liên hữu, bên cạnh đó trong những buổi giảng,
Ân sư cũng luôn luôn khuyên bảo mọi người nên phát tâm ăn chay, kiêng giết và phóng sanh để tiêu nghiệp tăng phước, bởi vì nguyên nhân của dịch bệnh là do sát nghiệp mà ra. Người đời ngày ngày đều giết hại, ăn thịt chúng sanh, chỗ thấy nghe như vậy đã huân tập thành thói quen, do đó mà không còn nhận hiểu được về sự giết hại một cách sáng suốt chân thật. Giả như mỗi ngày vào lúc trời sắp sáng, mọi người đều có được thần thông thiên nhãn, tự mình sẽ nhìn thấy vô số lò sát sinh ở khắp mọi nơi. Mỗi chỗ đều có những người đồ tể, người bán thịt cầm dao sắc, mang tất cả những bò, dê, heo, gà, vịt, cá, vân vân, trói chặt sau đó ra tay giết hại hành hình. Lúc bấy giờ tất cả những sinh vật ấy, hồn siêu phách lạc, run rẩy kinh hoàng, đều cất tiếng kêu la thảm thiết. Ôi, chỉ trong phút chốc thôi mà khắp cõi thế gian này có muôn ngàn vạn sinh linh phải chịu cảnh đầu một nơi, tứ chi một nẻo, xương thịt nát tan, phơi bày la liệt. Những con vật bị giết hại ấy, nếu gom thân xác lại, ắt chắc chồng hơn cả núi cao, máu huyết ắt nhuộm đỏ cả dòng sông đang chảy. Kinh nói, một trong năm tội vô gián là xúc huyết thân Phật. Tất cả chúng sanh đều là Phật vị lai. Suy rộng lời kinh, thấy rằng ăn thân thể muôn loài, tức giết Phật, nào phải đâu chỉ là phá hình đập tháp. Kinh Lăng Nghiêm dạy rằng, vì người ăn thịt dê, nên dê chết sinh làm người, người chết sinh làm dê, để trả món nợ ăn dê. Ăn thịt các chúng sanh khác cũng vậy, sinh ra rồi chết đi, đời này sang đời khác, ăn thịt lẫn nhau, cùng tạo nghiệp ác, tiếp nối mãi không dứt. Đức Phật không nói lời dối gạt, sao có thể ngờ vực không tin? Cho nên biết rằng, mổ gà thì chịu quả báo làm gà, giết chó ắt chịu quả báo làm chó, lẽ ấy tất nhiên. Cho nên biết rằng nhân duyên phóng sanh chẳng phải những điều lành nhỏ nhặt có thể so sánh được. Vì thế ân sư, trong mọi buổi giảng đều dùng nhiều phương tiện thiện xảo, khuyến khích mọi người nên trở về với tâm từ bi của chính mình mà phát tâm ăn chay, kiêng giết phóng sanh. Kính thưa quý liên hữu, Tổ sư Ấn Quang Ngài cũng nói, Quán Thế Âm Bồ Tát có nhân duyên lớn với ta bà. Thế đạo ngày nay chính là thế đạo hoạn nạn. Muốn ở trong cảnh hoạn nạn mà chẳng gặp hoạn nạn, nếu chẳng chí thành khẩn thiết trì niệm thánh hiệu Quán Âm, sẽ chẳng thể được. Vì lý do đó, ân sư lúc nào cũng khuyên đại chúng phải nhớ niệm Bồ Tát Quán Âm và trì thần chú Đại Bi mỗi ngày. Và để giúp cho mọi người hiểu rõ sâu xa về công đức nguyện lực bất khả tư nghị của Bồ Tát, ân sư đang cho in phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa, hay còn gọi là Kinh Phổ Môn, để tương lai cho đại chúng mỗi ngày được đọc tụng. Trong Kinh Phổ Môn, Thế Tôn có dạy, nếu có vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng sanh bị các khổ não, nghe đến danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, liền nhất tâm xưng danh, thì Quán Thế Âm Bồ Tát liền ngay lập tức xem xét âm thanh ấy, khiến cho họ đều được giải thoát. Lại nói vị Quán Thế Âm Bồ Tát này, trong chỗ kinh sợ nạn gấp, thường ban cho sự không sợ hãi, cho nên thế giới ta bà này đều gọi Ngài là Bậc Thí Vô Úy. Sóng lòng dẫu có trùng khơi, Quán Âm lễ niệm đất trời chuyển rung, muộn phiền oan nghiệp tương phùng, Quán Âm lễ niệm tâm không thoát nàng. Kính thưa quý liên hữu, theo sự chỉ dạy của ân sư Thượng Giác Hạ Nhàn, mỗi chủ nhật hàng tuần đều có tổ chức lễ phóng sanh tại viện chuyên tu lúc 10 giờ 30 phút sáng. Kính mong quý Phật tử nhín chút thời gian quý báu online trực tiếp để tham dự lễ phóng sanh. Và được sự chỉ dạy của ân sư, trước khi phóng sanh, Nhuận Minh sẽ đọc những lời khai thị của Tổ sư thứ 13 Tịnh Độ Tông là Ấn Quang Đại Sư về niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, trì thần chú Đại Bi và phóng sanh. Hơn nữa, thời tiết Đà Lạt lúc này vào mùa mưa,
nước sông dâng cao, nên ân sư mọi buổi sáng đều xuống chợ Đức Trọng mua cá phóng sanh ở sông Liên Khương và Đại Ninh, để hồi hướng cầu nguyện cho thiên tai dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Sắc tài danh lợi khách trần mơ, lôi cuốn người đời thấy ngẩn ngơ, xin ngỏ cùng ai lời tỉnh thức, quan âm thấm thoát tuổi không chờ. Di Đà khuyên gắn gìn tâm niệm, già chết kề bên chớ nhỡ nhơ, xáo nẻo chuyển xoay không lối thoát, luân hồi sinh tử rất bơ vơ. Phóng sanh công đức vô biên, hướng về cầu nguyện mọi miền chúng sanh, trường thọ ít bệnh an lành, sống trong chánh pháp đồng thành Như Lai. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 10 năm 2021, nhằm ngày 18 tháng 9 năm Tân Sửu. Dẫn nhàn hôm nay chia sẻ những lời pháp ngữ thi kệ thoát yếu của Tổ sư Ấn Quang, Tổ Tịnh Độ Tông thứ 13. Kính bạch đại chúng, hôm nay dẫn nhàn nói về nghiêm trì tịnh giới và tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thưa quý vị, ở trong văn sao Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị người mà muốn niệm Phật vãng sanh thì ba cái điều tiên quyết. Thứ nhất đó là nghiêm trì tịnh giới, thứ hai là phát bồ đề tâm, thứ ba là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Thì hôm nay giác nhàn nói trước về cái phần mà nghiêm trì tịnh giới. Thực sự giới khó giữ lắm, bởi vì Phật chế giới ra là thấy được cái tập khí và cái nghiệp xấu ác của chúng sanh từ vô lượng kiếp đến bây giờ. Cho nên thời Đức Phật còn tại thế mà đệ tử của ngài phạm cái giới gì thì ngài chế ra cái giới đó để ngăn cấm. Bây giờ mấy anh em nhìn lại thử coi cái tập khí mà sát sanh, ăn thịt chúng sanh, thấy nó hùng mạnh. Nếu mà mình không có duyên đi vào trong cái ngôi tam bảo, không có thúc liễm thân tâm, không có nhờ thầy lành bạn tốt ở trong cái môi trường này thì mình cũng vẫn phải sát sanh, ăn thịt giống như mọi người. May thay mình được vào ngôi tam bảo, mình thấy được cái giới này nó nguy hại. Nguy hại đến cái mức độ là giết chúng sanh làm ra máu, sát sanh chặt đầu lột da chảy máu. Ấn Tổ nói rằng là Phật nhìn tất cả chúng sanh là Phật, cho nên thành ra thấy chúng sanh chảy máu là Phật xuất hiện. Cái câu này nó sâu sắc mà ở đây chiêm nghiệm thấy nó thâm thúy. Nếu mà ai hiểu ngộ ra điều này thì không dám ăn thịt chúng sanh, không dám sát sanh.
Đôi khi Phật tử thọ giới, năm giới nhưng mà vẫn ăn thịt chúng sanh. Lẽ dĩ nhiên là trong Phật Pháp có mở ra gọi là khai, khai giá trì phạm, danh chủng tánh tướng, thì có thể cho mình ăn 5 ngày hoặc là lục chay thập chay. Tuy nhiên nếu mà thực sự là muốn khởi được lòng từ, vận lòng bi để thương chúng sanh và cứu chúng sanh, và đây là cái tịnh nghiệp mà lòng từ không giết để vãng sanh đó, thì buộc người này phải là ăn chay trường, kiên giết phóng sanh. Nhưng mà cái tập khí này mạnh, khó giữ cái giới này cho người dễ. Rồi trộm cắp, tà dâm, nói láo. Tuy rằng biết nói láo đó là có hại cho mình về tương lai, cái lợi một chút xíu thôi mà biết như vậy mà vẫn không cưỡng được. Mấy anh em coi lại. Rồi uống rượu, rồi thêm giới sa di là không nằm giường cao, chiếu lớn, phòng ốc rộng rãi, xinh đẹp, giường rộng. Không xem nghe múa hát, đừng kèn yến tiệc đông vui. Cái này là sở thích của chúng sanh đúng không? Rồi trang điểm phấn son, quần áo vải lụa tươi tốt đó. Rồi ăn phi thời, sau giờ ngọ và giữ tiền. Toàn là những cái giới mà mình thấy mình thích thú không à. Tập khí của mình coi như là khó bỏ không à. Phật là bậc coi như là đại trí tuệ, không biết cái nghiệp lực của phàm phu như thế nào. Nếu mà không giữ những cái điều này thì sẽ làm phàm phu mãi và càng ngày càng đi xuống. Đọa lạc chắc có phần, chắc chắn là có phần. Một đời không đọa chứ hai ba đời là phải đọa. Thì Ấn Tổ nói là trong cái cõi đời này nó hại con người chỉ có thuận nghịch tài sắc, chứ không có gì hơn. Tài thì dính vô trong cái vấn đề gần như là tham tài lợi dưỡng đúng không? Nó cũng là phạm giới. Sắc tức là sắc dục, nó cũng là phạm giới đúng không? Tài sắc thuận nghịch, giết con người. Cho nên thời Phật còn tại thế đó thì một số những các vị đại đệ tử có căn lành, khi gặp Phật, Phật chế ra những cái giới định, những cái giới luật, thì các vị đó họ tu giới luật, họ đoạn được cái tập khí và họ chứng thánh quả, từ sơ quả đến tứ quả rất là dễ. Cho nên thời chánh pháp 1000 năm đầu thì gọi là giới luật kiên cố, họ chỉ tu giới luật là đủ. Sau 1000 năm thứ hai thời tượng pháp á, tu giới luật không, họ không thể nào kiềm chế được những cái dục vọng, những cái tâm vọng tưởng, thì họ phải tu thêm gọi là tu thiền. Thì 1000 năm kế tiếp thì gọi là thiền định kiên cố. Nhưng mà cái số lượng người tu thiền để mà họ đoạn hoặc họ chứng chơn á, để mà họ chứng được cái pháp thân thanh tịnh, gọi rằng là họ phá được kiến hoặc và tư hoặc, thì cái số lượng người này Ấn Tổ nói ít lắm. Nhưng mà cái số lượng người họ đại triệt đại ngộ thì có. Nhưng mà đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh thành Phật đó, thì cái này mới có ngộ, là lý tức Phật, tương tự tức Phật thôi. Dầu cho triệt ngộ thì chưa chứng vẫn luân hồi sanh tử. Mà cái thời Ấn Tổ thì Ngài nói rằng là thời này mà tìm người đại ngộ triệt ngộ thì có mấy ai. Thì cái người bước vào trong thời tượng pháp á, chánh pháp vào 1000 năm đầu, thời thứ hai gọi là thời tượng pháp á, thì họ tu giới luật, họ phải thêm thiền định, gọi là thiền định giới luật kiên cố. Nhưng bước sang khỏi 2000 năm đến bây giờ là 3000 năm vào, bắt đầu 1000 năm đầu có thời mật pháp á, thì Phật quyền ký trong kinh Đại Tập là tu giới luật nhưng mà phải tu thêm pháp môn tịnh độ, nương cái công đức bất khả tư nghì vô tác diệu lực của Đức Phật A Di Đà, nương danh hiệu của Ngài thì mới có thể là tiêu trừ nghiệp chướng để mà mang nghiệp cũ vãng sanh. Chút nữa có trong thư kệ Ngài có nói mang nghiệp cũ vãng sanh rất hay, nhấn nhằn trích trong cái đoạn này, mang nghiệp cũ vãng sanh.
Như vậy vào cái thời mặt Pháp này, từ 1.000 năm đầu cho đến 9.000 năm còn lại, thì chánh Pháp và tượng Pháp, mạt Pháp, ba thời này thì 12.000 năm, đó là thọ mạng chánh Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ bước vào 1.000 năm đầu của mạt Pháp rồi, còn lại 9.000 năm nữa. Thì may thay hôm nay thời mạt Pháp, vào thời này thời mạt Pháp, nhưng mà mình tu được cái chánh Pháp. Khi mà mình ở trong thời mạt Pháp mà mình giữ giới luật kiên cố, kiên định, nghiêm trì tịnh giới và tu pháp môn tịnh độ, thì thực sự đây là một cái dịp may mắn của mình, ngàn năm một thửa. Vì vậy cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát và Tổ sư là người sáng mắt, là phá được vô minh phiền não, chứng được pháp thân thanh tịnh, có thần thông diệu dụng chỉ cho bọn chúng ta. Bọn chúng ta là kẻ vô minh si dại, đang đi trong đêm đen, đang đi trong đêm tối, đêm trường sanh tử, không biết đâu là hầm hố trong gai. Mà nếu không nương theo lời của các vị đi trước, vào cái thời này phải tu giới luật và tu pháp môn tịnh độ, kiên giết phóng sanh ăn chay, nghiêm trì tịnh giới và làm tất cả những điều lành hồi hướng Tây Phương Cực Lạc, thì đôi khi chúng ta làm không được thì, và không chịu làm nữa thì dễ lạc đường. Đời sau sanh làm phú quý giàu có, vua trời người, rồi hưởng phước tạo nghiệp xấu ác, sát trộm dâm dối, rồi đọa lạc. Đúng không? Vì vậy cho nên mình phải nương theo các vị lão sư, các vị Phật gia này để mình tu thì nó an toàn. Thì trong cái thi kệ tốt yếu hôm nay nói về cái vấn đề là cái phương pháp niệm Phật. Thì chút xíu nữa thì thầy Nhuận Minh sẽ đọc cái thi kệ, riêng cái phần thi kệ thôi. Còn lại cái phần mà tịnh niệm Ấn Tổ hay đề xướng, đó là dùng cái phương pháp tịnh niệm. Nếu mà giữ tịnh niệm cho được liên tục thì người này được thành phiến, hoặc là nhất tâm, hoặc là tam muội có phần trong đời này. Hôm nay Giác Nhàn sẽ nói về cái phương pháp tịnh niệm này, trích ra những cái đoạn trong văn sao nói về tịnh niệm rất hay. Thì hôm qua đi phóng sanh có nói với thầy Phiên, mà thầy cũng có ý niệm hay là những cái đoạn nào trong văn sao hay là mình khắc thành một cái bảng để mình treo. Cái đoạn này nên khắc thành một cái bảng lòng, cái khuôn có chữ trong đó đó, để mình treo lên cho mọi người coi, coi tới coi lui, coi nhiều lần. Những cái đoạn nào hay trong văn sao là Giác Nhàn đọc nhiều lần lắm, và đọc rồi chiêm nghiệm, rồi muốn nói lại cho anh em nghe. Thì trong cái đoạn này tự nhiên mình tâm đắc. Tổ sư Ấn Quang gửi thư cho phu nhân X ở Hải Diêm. Kinh dạy: chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Chí tâm niệm Phật một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp tội sanh tử. Dạy người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Chỉ cần chí thành niệm Phật thì không bệnh nào chẳng lành. Nghe nó sướng người không? Chí tâm niệm Phật một tiếng, diệt được trọng tội trong 80 ức kiếp sanh tử. Vì sao mình niệm bao nhiêu câu, bao nhiêu tiếng rồi? Từ khi đi xuất gia đến giờ là niệm bao nhiêu tiếng rồi? Có tiêu tội không? Có tiêu trong đó chứ không phải không có. Nhưng mà sao bây giờ mình vẫn thấy tập khí mình nó lừng lẫy vậy? Tham sân si mạng ái dục lừng lẫy vậy? Là bởi vì cái công phu niệm Phật nó chưa đột phá được cái nghiệp trước. Cái nghiệp trước nó sâu dày hơn 80 ức kiếp trọng tội luôn. Quá sâu dày đi. Vô lượng, vô lượng, vô lượng đời kiếp. Mà cái sức công phu của mình thì tính tâm yếu kém, rồi cái chân thật thành kính nó cũng yếu kém, và cái tâm khao khát thoát lìa sanh tử về quê hương Tây Phương Cực Lạc cũng yếu kém. Và tập khí nó quá sâu dày, cho nên thành ra cái sức dụng công để đột phá nó chưa đột phá nổi. Nhưng mà có trong nó, có tiêu nghiệp trong nó.
Nếu mà thực sự mà không tiêu nghiệp chướng và cái công đức không tăng trưởng thì quý vị không thể nào ngồi trong ở trong nhà tam bảo được, không thể hưởng được cái phước của đàn na tính thí như vậy. Thực sự là vậy. Kiểm nghiệm lại đi. Ngoài đời biết người ta khổ như thế nào không? Chạy từng bữa ăn. Con cái thì vì bất hiếu, vợ con thì coi như là ruồng rẫy và cãi cọ để mà vì xung đột trả nghiệp với nhau. Con là nợ, chồng vợ là oan gia, cửa nhà là nghiệp báo, nó vây buộc, nó vây bủa, khổ khổ, không nói nên lời, lưng tròng nước mắt. Còn bây giờ thì mình ngồi như vậy an nhiên để tu tập ngày ba bữa cơm. Có phải là nhờ cái công đức niệm Phật nó bảo bọc không? Đúng, chiêm nghiệm lại đi. Một số người họ chán trường, họ kêu tu chả được cái gì. Ở trong này chán phèo. Phủ nhận công đức Phật lực gia trì, phủ nhận tam bảo gia hộ, phủ nhận cái phước báu của mình, chỉ mong cầu những cái hiển vọng mà mình muốn nó chưa được á, muốn chút tiền, muốn chút danh, lón lén nghĩ những cô gái đẹp để mà mình có thể về tình tứ, nhưng mà sợ khổ, toàn là những cái phòng phu tục tử rồi nó che đậy hết tất cả những cái gì mà hiện hữu, hiện sinh mình đang hiện có để dùng. Người này vô ơn bạc nghĩa, đang hưởng của tam bảo mà không biết cái ân đức của tam bảo. Coi lại đi. Niệm Phật một câu tiêu diệt tám ức kiếp trọng tội sanh tử. Khi nghe đến chuyện này không niệm Phật là lạ. Mà Tổ sư Ấn Quang đâu có dối gạt mình đâu. Ngài nói là tôi chỉ dùng những cái ngôn từ cho dễ hiểu, chứ toàn bộ tôi lấy những lời Phật, Bồ Tát, Tổ sư đi trước hết. Chứ tôi không tự bịa đặt đâu. Nói như vậy để mọi người đừng có nghi ngờ cái lời của Ngài. Ngài không có dối gạt mình. Mà lý do gì mình niệm không được, giữ không được thường xuyên, bị vọng niệm và tạp niệm nó đoạt mất câu Phật hiệu. Lý do gì? Do mình xem thường câu Phật hiệu, và do mình không thấy cái công đức Phật hiệu tiêu tội tăng phước, liễu sanh thoát tử, chưa thấy. Chưa thấy được điều này. Bây giờ người ta nói cho mình nghe rồi, người nào căn lành sâu á thì họ làm được thời gian khá dài chút, căn lành cạn á họ làm thời gian ngắn, và căn lành yếu á thì họ nghe xong là bỏ luôn, lọt tay này qua tay kia mất. Thì như vậy là các vị lão sư có lỗi với mình không? Không. Mình có lỗi với các ngài đó. Học hành không tới nơi đó. Tính tâm yếu kém đó, và không có chịu để mà thực sự tu, gọi là giả tu, giả thiện thôi, giả danh thôi, thì hậu quả nó sẽ thấy. Thực ra cái thực chất chân thật của một con người mình ít sống lại được với nó. Bởi vì mình không có gặp cái lời cổ thánh kiến tiên hiền, không ai nhắc nhở cho mình cứ sống theo cái sự phàm tình của vọng tưởng điên đảo, rồi mừng giận buồn vui thương ghét muốn ganh tị, rồi hơn thua, rồi thì chán chường đang ở trong ngôi nhà tam bảo để một cái trạm trung chuyển gọi là về Tây Phương Cực Lạc mà vẫn chán chường. Đó là cái phàm tình của mình, chứ thực ra bản chất của con người chân thật mình không phải là như vậy. Mình không tìm về lại cái chân nguyên của thể tánh của mình ấy, cho mình khổ. Dạy cho người niệm Phật một tiếng hơn bố thí bảy báu suốt trăm năm. Hơn luôn chứ không phải bằng. Sa cừ, mã não, san hô, lu ly, hổ phách, những cái của báu một quý nhất của trần gian này mình đem đi cúng dường để mà cho người khác hưởng suốt trăm năm là hết một đời người, đúng không? Nhưng mà cũng không bằng dạy cho người đó niệm Phật. Vì sao? Vì mình cho họ bảy báu, họ ăn, họ hưởng. Có nhiều người khởi lòng tham, họ chấp nhất trong đó nữa, và họ vẫn chưa liễu sanh thoát tử được. Chỉ cho nuôi cái xác thân họ, tinh thần họ vui vui một chút vậy thôi, chứ còn mà để liễu sanh thoát tử là họ chưa liễu sanh thoát tử được. Ý muốn nói là cái phước báu mà đi làm phước, so với chỉ cho họ cái công đức niệm Phật để liễu sanh thoát tử, thì cái công đức niệm Phật nó thù thắng hơn. Chứ không phải là mình không đi làm cái chuyện cúng dường bảy báu của cải vật chất, mình không phải là Ngài nói mình là không nên làm. Nhưng mà so sánh giữa cái việc mà chỉ cho người ta niệm Phật là cái công đức lợi tha đó, nó thù thắng hơn là cái phước báu hữu lậu. Hiểu chưa?
Cho nên thành ra là chú trọng vẫn là đi vào công phu. Mình có niệm Phật rồi mình mới chỉ cho người ta niệm Phật được. Và khi mình có công phu rồi đó, rồi mình chỉ cho người khác công phu, thì phước báu của mình nó sẽ tới tràn ngập. Bây giờ mình không có ngồi trên pháp tòa mình chỉ cho người khác được, thì bây giờ làm sao? In kinh sách cũng là gì? Chỉ cho người ta tụng kinh niệm Phật. Rồi mình in đĩa, mình làm những cái việc pháp thí qua trung gian. Không những là chỉ ngồi pháp tòa gọi là bố thí pháp, gọi là chỉ cho người ta niệm Phật, mà bây giờ mình băng đĩa kinh sách đài máy niệm Phật, tượng Phật, đều là công đức pháp thí hết. Nhưng mà bọn phàm phu của mình thì khi làm, nhưng mà mình không có thấy nó đến liền, cho nên mình chán. Chứ thực sự cái công đức đó có, đời này không hưởng thì đời khác hưởng, mà gửi về Tây Phương Cực Lạc đi. Đó là cái việc mà hôm nay muốn nói với đại chúng là cái công đức niệm Phật khi có đó, thì chỉ còn chí tâm niệm Phật thì không có bệnh gì chẳng lành. Cái người ở trong văn sao hỏi, người đó cứ bệnh hoài, rồi họ in kinh phóng sanh làm phúc nó có hết hay không, thì Ngài mới nói một câu niệm Phật thành Phật có thừa, tiêu bệnh tật là cái chuyện bé thôi, tin nổi không? Nếu thực sự tính tâm họ kiên định á, thì họ làm được. Bây giờ hiện tại có một cái chú đang ở ngoài Nam Định, cô Nga của chúng tôi đọc pháp danh là Liên Tịnh, cô đang hộ niệm, nãy chụp quay video cô gửi vô. Ông này ung thư phổi, ông hút thuốc nhiều quá ông ung thư phổi, đau đớn quằn quại. Mà khi gia đình không niệm Phật, không tụng kinh thì ông đau giống như là bò lăn bò càng muốn chết luôn. Gia đình lên trì chú niệm Phật cái ông thấy khỏe. Giờ ông đang nằm hộ niệm, nằm đau đớn mê man vậy mà cái miệng nó cứ thành thói quen, cổ niệm câu A Di Đà Phật, ông niệm câu A Di Đà Phật, đang hộ niệm rồi đó, đang thở oxy. Mà ông kêu bữa nào mà gia đình với ông không chịu, không có lên niệm Phật, trời nó đau đớn như dần, như chặt, như xé, đau chịu không nổi và ăn không được. Vậy mà niệm Phật cái tự nhiên nó đỡ đau cái rồi ăn uống được. Cái này là sự thật 100%. Có phải tiêu nghiệp không? Đúng, nhưng mà điều cái dụng công và cái thời gian ông có tính tâm mới có một vài tháng lại đây yếu kém quá, cho nên thành ra nó tiêu chưa có hết, mình phải trả thôi. Niệm Phật một câu tiêu 8 kiếp trọng tội sanh tử. Chỉ cho người ta niệm Phật một câu còn hơn cúng dường 7 báu suốt 100 năm. Chí thành mà niệm Phật thì bệnh gì cũng lành, không có bệnh gì mà không lành. Tất cả các bệnh đều từ nơi nghiệp báo hết. Bệnh á, từ nơi thân mà sanh ra, vì có thân cho nên mới có bệnh. Mà thân thì tạo nghiệp sát trộm dâm dối rõ ràng. Vì sát trộm dâm dối cho nên thành ra cái thân này phải hứng chịu bệnh. Có ai nhìn nhận ra điều này không? Không. Bản thân của người tu sĩ chúng ta nhiều lúc bệnh cũng nghĩ rằng là ở đâu gọi là xui xẻo từ nó tới với mình, chứ cũng không có nghĩ là từ cái thân này tạo ra nghiệp xấu ác rồi để mà thọ lãnh cái quả báo ác là bệnh hoạn. Mà nếu mà biết là từ nơi cái thân nghiệp này nó sanh ra bệnh, và bệnh từ nơi thân này đã tạo nghiệp xấu ác của quá khứ vì hiện tại, thì muốn tiêu cái nghiệp này thì chỉ có niệm Phật thì nó tiêu. Niệm Quan Âm cũng tiêu, tụng kinh cũng tiêu. Nhưng mà tụng kinh thì cái văn nó dài quá không được lặp lại. Còn niệm Quan Âm, niệm Phật trì chú thì cái văn á, nó được lặp lại, cho nên cái sức công phá nó đột phá nhanh hơn. Trong này có một số những người họ có cái tính tâm sâu dày, thiện căn họ sâu dày, họ nghe gì họ rúng động. Họ rúng động. Và họ nói rằng là phải làm. Dễ, câu niệm Phật không khó niệm. Cái niệm mà nghịch chiều với thể tánh tham sân si ái dục á, để nó đọa lạc á, là nó khó. Mà do mình thói quen nhiều đời rồi mình thấy nó dễ, không niệm nó cũng tự niệm như là cỏ dại mọc nhọc trên đất đúng không? Ở bên ngoài đó, cỏ dại mọc trên đất, không trồng nó cũng mọc, nó mọc xịt thuốc, dãy nó đầu này nó mọc đầu nọ. Bởi vì cái hạt nó có sẵn ở dưới đó rồi. Còn trồng bắp, trồng cam, trồng đậu, thảy xuống dưới đó nhiều lúc đôi khi nó lên èo ọt, nó không lên. Vì cái giống hạt cam, hạt bắp nó không có, nằm ở trong đất. Mà có mình trồng nó, mình phải nuôi dưỡng nó mới lên.
Cũng vậy cái tâm bồ đề, cái tâm thánh thiện, cái tâm niệm Phật đó đó, gieo trồng vào trong cái ai lại gia thức rồi đó, mà mình không có chăm sóc hàng ngày, mình không có công phu mình nuôi dưỡng nó thì nó chết. Giống như cái cây bắp, cây sồi, cái ổi á, bỏ xuống đất không có bón phân tưới nước thì nó chết, mà cỏ dại thì nó mọc tới luôn. Cũng vậy tâm vọng tưởng của mình nhiều đời nhiều kiếp nó đầy ngập trong ai lại gia rồi, hở một chút là nó tràn lên, nó ngập tràn hết trơn luôn, trị nó không nổi, diệt nó không nổi. Coi lại đi, y như mảnh đất, tâm địa mình y như mảnh đất. Thì bây giờ phải chịu bón phân tưới nước, hàng ngày tưới cho A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát Đại Bi, làm những điều lành chứa đựng trong đó. Chứa làm gì, chứa lên về sau làm sao mà nó nhiều giống như hạt cỏ vậy đó, tự nó mọc lên luôn, không niệm tự niệm luôn, không muốn làm thiện bằng mọi cách nó cũng phải đi làm thiện luôn. Gọi là huân tu hàm dưỡng, đúng không? Hãy chịu khó huân tu hàm dưỡng. Bọn phàm phu mình mà không tu hàm dưỡng mà kêu là thôi không thiện không ác, không nhân không quả, không niệm Phật, không ăn chay thì đọa lạc chắc, chắc chắn đọa lạc. Đừng nói chuyện kiểu giống như Bồ Tát. Mình là phàm phu mà làm cái giọng như Bồ Tát, nói kiểu như Bồ Tát mà không phải Bồ Tát thì đọa lạc có phần. Hãy nghe cái câu thấm không? Niệm Phật một câu tiêu tám ức kiếp trọng tội sinh tử. Trước giờ mình cũng đang nghe phải không? Trước giờ mình cũng có nghe phải không? Mà trong văn sao nói tự nhiên nó có cái sức mạnh ở trong đó. Còn cái câu mà kêu là chỉ cho người khác niệm Phật một câu mà phước báu gọi là nhiều hơn là cúng dường bảy báu suốt cả trăm năm, câu này chưa nghe. Đọc đi đọc lại văn sao nhiều mà bữa nay gặp câu này. Chỉ thành niệm Phật chắc chắn không bình gì không lành. Hay thiệt. Khi mà mình đọc vô mà mình cảm xúc và mình tin tưởng và mình tín tâm và mình làm, mình chỉ cho người khác làm. Lúc này mảnh đất tâm mình bắt đầu nó có chủng tử về Phật Pháp nhiều hơn là cỏ dại, hơn là vọng tưởng rồi đó. Còn không vọng tưởng đầy ngập lên, cứ nghĩ tiền tình, làm đủ trò đủ chuyện cái gì đâu không. Mà đọc vô đây ngán ngay, ngán ngơ. Biết là chủng tử cỏ dại nhiều. Hằng ngày phải nghe văn sao, phải niệm Phật, phải dụng công lên, chứ không thôi là rớt á, ở lại lớp. Ở lại lớp còn đỡ, làm người còn đỡ, nó tuột xuống tam đồ. Phải đơn giản nó đâu, không đơn giản đó. Vì chỗ này là Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị. Những cái đoạn này là những cái chữ này gọi là tinh yếu trong văn sao. Đôn luân tận phận, nhàn tà tồn thành, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, thật vì sanh tử. Phát tâm bồ đề, tín nguyện niệm Phật, cầu sanh cực lạc. Đây là những tinh yếu trong văn sao. Đôn luân tận phận, đôn đốc luân thường, hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Nếu không làm được những điều này thì như cây không có rễ, chim không có cánh. Muốn làm thánh hiền, làm Phật không thể nào được đâu. Đôn luân tận phận, đôn đốc luân thường, trọn hết bổn phận. Đôn luân tận phận, bốn chữ thôi. Nhàn tà tồn thành. Nhàn là ngăn cách lòng tà, ngăn dứt lòng tà là ngăn, nhàn là ngăn, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Nhàn tà tồn thành. Chư ác mạt tác, chớ làm điều ác. Chúng thiện phụng hành, làm tất cả các điều lành, điều thiện. Đây là tổng cương lĩnh của giới, nằm ở trong đừng làm các ác nên làm các thiện. Rồi bắt đầu mới đến cái chuyện gọi là gì? Thật vì sanh tử, thoát ly khỏi sanh tử. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đây là những điều này nhắc tới hoài. Nghe ngài khai thị này, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ dần lòng thành, đừng làm các ác, văn làm các điều lành. Nếu muốn học Phật đạo để thoát phàm tục, chẳng chú trọng nơi bốn câu ấy, sẽ như cây không rễ mà muốn tươi tốt, như chim không cánh mà muốn bay cao ư. Cái này là cái gốc để trở thành một con người thiện nhân. Từ cái người thiện nhân này bắt đầu, người hiền nhân này rồi, người hiền này phải làm những điều này mới gọi là người hiền nhân. Đừng làm các ác, văn làm các thiện, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Thì đây gọi là hiền nhân, là thiện nhân. Muốn bước lên thánh nhân mà bỏ điều này thì coi như là bỏ cấp thứ nhất mà trèo lên
liền lên cấp thứ 3, thứ 4 là không thể nào bước lên được. Và cấp thứ nhất, thứ 2, thứ 3. Đó là cái đoạn đầu Ngài nói là muốn làm thiện nhân á, muốn làm gọi là người hiền á, thì buộc phải là làm những điều này. Rồi bắt đầu mới tiếp nói là thật vì sanh tử, phát lòng bồ đề, dùng tín nghiện sâu, trì danh hiệu Phật. Phàm phu sắc đất muốn liễu sanh thất tử, ngay trong đời này mà nếu chẳng y theo bốn câu này sẽ thành như không nhân mà muốn có quả, chưa gieo mà mong gặt hái, muôn vàng chẳng cái lẽ ấy. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, tức là đoạn đầu là luân thường, là bổn phận, là ngăn dứt lòng ta, giữ lành lòng thành, đừng làm các ác á. Và tín nguyện niệm Phật, thật vì sanh tử, phát bồ đề tâm á, để trì danh hiệu Phật, để vãng sanh cực lạc đó. Thì nếu mà toàn thân có thể gánh vác tám câu này, thì chắc chắn khi còn sống phải dự vào bậc thánh hiền, khi mất liền vãng sanh Tây Phương cực lạc, không còn ngờ chi. Nếu mà bỏ cái phần đầu để làm hiền nhân, là luân thường, là bổn phận á, là cách vật, là chí chi á, là bỏ đi cái chuyện mà ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác văn, làm các thiện á, mà bước vào để niệm Phật á, thì như kim không cánh, cây không rễ, không có làm được điều đó đâu. Kỹ không? Thấy Ngài dạy kỹ không? Rất kỹ. Cho nên có nhiều người niệm Phật mà họ đối nhân xử thế, đối với vợ, với chồng, với con, với một số những người đó, họ vẫn lừa lọc, họ vẫn không có một cái luân thường là bổn phận á, thì người này niệm Phật không có căn bản, không có cái gọi là nhân thừa chứ được. Vậy rất kỹ. Nếu toàn thân có thể gánh vác tám câu này, chắc chắn khi còn sống có thể dự vào bậc thánh hiền, khi mất liền vãng sanh Tây Phương cực lạc, không còn ngờ chi. Cái lá thư gửi nhiêu đây thôi, lá thư cơ khúc vậy thôi, lá thư ông đó nhiêu đó. Cho nên mấy anh em đừng có xem thường bộ văn sao. Ngài Hoàng Nhất là một vị mà lỗi lạc cái thời mà tổ Ấn Tổ, mà coi như là bác học đa văn, mà giỏi, tức là gần như là thông tông thông giáo á, mà cuối cùng gặp bộ văn sao này phải phục Ấn Tổ. Và khi nhập thất hay bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi Ấn Tổ. Ấn Tổ chỉ từng chút, mà mỗi lần gửi thư đến là kêu là quan là người ông tăng dốt nát, quê mùa, nhỏ thất học, lớn lên không biết gì, không có thông tông thông giáo. Còn ngài là người đã thông tông thông giáo mà hỏi quan có biết chi, mà thôi đem cái tâm chân thành cung kính gửi cho ngài, tùy ngài có dùng được thì dùng. Trời ơi, khiêm hạ, khiêm tốn không? Ngài Hoàng Nhất thời đó là coi như chung với ngài Đế Nhàn, giỏi lắm. Nhưng mà bất cứ chuyện gì, chích máu chép kinh cũng đến hỏi ngài. Ngài kêu trước phải cho tổ ngộ tự tánh, trước là phải niệm Phật tam muội đi. Còn cái chép máu chép để chích máu mà chép kinh, chuyện phụ không quan trọng. Mà bắt đầu ngài lý giải, ngài nói từng phần cho ngài Hoàng Nhất. Dễ sợ chứ. Văn sao không phải đơn giản đâu. Thực sự đó, Văn Nhàn không phải là khen quá đáng, mà càng đi sâu vào thấy càng hay. Rất hay, mấy anh em đừng xem thường, về nghe đi. Sáng nào, trưa nào, lúc nào Giác Nhàn coi rảnh là mở văn sao thầy tánh đọc ra nghe. Nghe rồi đọc, đọc rồi chiêm nghiệm, rồi nói lại cho mấy anh em nghe. Bữa thấy thầy Phổ đeo cái dây phone hỏi gì, ông kêu nghe văn sao, bữa nay nghe vô rồi. Thầy nguyện một số mấy anh em nghe. Nhưng bây giờ mấy anh em đọc cái văn Trường Hàn, cái bộ văn sao nhiều quá, đọc không nổi, phải không? Giờ đọc thi kệ đi, chuẩn bị in cái cuốn thi kệ này về nè. Thi kệ tuyệt, cô động tốt yếu, những cái tinh yếu trong đó nghe rất hay. Giờ thầy Minh đọc thi kệ mấy anh em nghe nha. Thi kệ riêng nói về cái việc trì danh niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc thi kệ tốt yếu của tổ sư Ấn Quang, xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Pháp ngữ lời vàng thi kệ tốt yếu của Ấn Quang đại sư, tổ Tịnh Độ Tông thứ 13, khai thị về phương pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật tính hạnh nguyện là tông yếu, nếu thiếu một trong ba đều chẳng thể vãng sanh. Chữ hạnh là chánh hạnh niệm Phật danh, tùy theo sức mỗi người mà lập hạnh. Nếu không vướng bận gia cư, thường nhàn nhã đi đứng ngồi nằm, nói nín thảy trì danh,
Mọi thời, mọi chỗ Phật hiệu chẳng rời tâm, lúc tề chỉnh niệm thầm hay thành tiếng, lúc tắm gội hoặc ngay khi tiểu tiện, không thanh tao nên chỉ được niệm thầm. Dù là không lớn tiếng giống thánh âm, công đức niệm Phật đều không có khác. Chớ bảo rằng không thể niệm khi đến nơi dơ bẩn, nằm trên giường cũng có thể niệm thầm. Lập hạnh thì thiết yếu phải chuyên tâm, phải biết sợ phiêu bồng theo gió nghiệp. Ác nghiệp nào khiến đời đời xoay chuyển, phước báo nào khiến nghe được Phật danh. Khó nhiếp tâm thì hãy khẩn thiết chân thành, tâm sẽ tự quy về chung một mối. Bởi không chí thành nên lòng dông ruổi, nếu thành tâm mà chưa thể nhất như, hãy lắng nghe tiếng mình niệm giữa không hư, chỉ tiếng niệm ngoài ra không tiếng khác. Mọi tiếng niệm đều phải từ tâm khởi, dù niệm thầm tâm phải biết rõ rành, phải nhận ra từng chữ rất phân minh. Được như vậy vọng dần dần tự dứt, nếu vọng niệm vẫn dâng trào hừng hực thì nên dùng ký số nhớ từng câu, dùng toàn tâm toàn lực mỗi đầu câu. Vọng muốn khởi cũng khó mà giấy khởi. Phong cách nhiếp tâm trước kia chưa từng nổi, bởi căn tánh người xưa thuần thục dễ dàng. Tâm ấn quan tôi khó điều phục ngổn ngang, nên mới phải nghĩ suy mà lo liệu. Dùng ký số mỗi 10 câu Phật hiệu, hơi thở nhẹ nhàng tiếm niệm phân minh. Niệm dứt 10 câu thì niệm lại như trên, mỗi lần 10 niệm chớ nên gian dở, chớ lần chuỗi nên dùng tâm ghi nhớ. Khó nhớ cả 10 thì gắn nhớ 3 năm, tu tập lâu ngày sẽ đến chỗ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn tức là không tạp niệm, một lần hoặc ngàn lần đều thầm đếm, niệm nhanh hay niệm chậm chẳng hề chi, niệm sáng hoặc trưa, chiều hoặc tối tùy nghi. Trừ vọng khởi và an nhàn tâm trí, nếu làm việc phải phân tâm suy nghĩ, vẫn niệm thầm, không nhớ số chẳng sao. Việc dễ dàng hay khó nhọc bao lâu, khi xong việc lại nhiếp tâm như trước. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy rằng, sáu căn thâu nhiếp, tịnh tâm mà niệm Phật chẳng luận suy, đắc tam muội chánh định đẳng trì. Pháp niệm Phật là pháp môn bậc nhất, bảo phàm phu nhiếp căn trần thức, phải đâu là một việc quá dễ dàng. Như việc niệm Phật danh bất kể thời gian, khắp chốn chốn nơi nơi đều thư thái. Niệm Phật có cạn sâu, có tiểu và có đại, nên kính tin lời Phật chớ hoài nghi. Chỉ nên lần chuỗi lúc đứng hoặc lúc đi, nếu tay lay động lúc ngồi dưỡng thần an tĩnh, thân tâm không yên lâu dần thành bệnh. Hãy niệm khích khao khiến tâm Phật không hai, Phật là tâm, tâm là Phật tất cả thời. Lúc ăn nói đứng ngồi đều thuần thiện, khi tâm không vọng tâm này Phật hiện, sẽ chứng liền tam muội tại đời này. Lúc lâm chung thượng thượng phẩm liên đài, có thể nói sự hành trì đà cùng tận. Lúc nhiễu Phật đông sang nam, tây sang bắc, đó gọi là pháp tùy hỷ thuận tùng. Đi nhiễu xong, quỳ niệm Phật 10 lần, dù là vậy cũng tùy theo phương tiện. Dù niệm tại tâm, chớ bỏ luôn niệm miệng, bởi thân và khẩu ý hỗ trợ nhau. Nếu cả ba đồng quy kính ít lời sâu, tiếng khẩu niệm khiến tai nghe lòng hoan hỷ, đó là giúp kẻ nhiều hôn trầm giải đãi, hóa thân A-di-đà là thiện đạo đại sư. Đại lực thần thông trí tuệ có dư, nhưng chỉ nói với thế gian những điều giản dị. Hai đường lối tu trì không văn hoa huyền bí, chủ yếu giúp chúng sanh thấy rõ việc thực hành. Chuyên tu là thân lễ, ý niệm, khẩu xưng danh, tạp tu tức thêm một
hoặc nhiều môn khác, dù hồi hướng vãng sanh nhưng tâm không thuần nhất, trong trăm người chỉ được một hoặc hai, lời đại sư chân thực chớ bỏ ngoài tai, từ kim khẩu chỉ thẳng đường tận thiện. Nay lại nói đến người viết văn lập nguyện. Lời văn tuy hùng tráng ý cao thâm, nhưng lời này phải phát xuất từ tâm thì mới được gọi đó là lập nguyện. Hồi hướng tức mang tính nguyện ra mà thể hiện. Chỉ nên đọc lời này khi hoàn tất công phu. Tất cả việc thiện trong ngày, nhỏ bé mặc dù, đều là trợ hạnh vãng sanh lạc quốc. Ví như gom nhiều hạt bụi thì thành dúm đất, đại dương kia chứa nước của muôn sông. Ai là người lượng được chỗ tận cùng, nếu phát bồ đề tâm vì chúng sanh mà hóa độ. Hồi hướng công phu về khắp bốn ân ba cõi, như lửa thêm dầu, như lúa mà gặp mưa rào. Kết pháp duyên không phân biệt ngọc đá vàng thau, thì đại hạnh đại thừa càng thù thắng. Nếu chẳng vậy, lại không khác người lòng thô trí cạn, như nhị thừa dù lập hạnh gian lao, cũng chỉ chiêu lấy quả vị không cao. Hãy tìm đọc Tịnh Độ Văn do Liên Trì Đại Sư biên soạn. Văn từ và nghĩa lý rất thâm sâu, hãy nương văn mà phát đại nguyện dài lâu, chớ chẳng phải đọc văn người là xong việc. Công khóa mỗi ngày theo với lòng tha thiết, đồng hồi hướng về thật tế chân như, viên mãn bồ đề, tâm khế hợp tâm, chính pháp giới, đồng sanh về cõi tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Chính pháp giới, đồng sanh về cõi tịnh. Những câu, những từ, những cái ngôn từ coi như là kiệt tác, siêu xuất, lưu xuất từ cái thể tánh thanh tịnh của Ngài sở chứng. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, chính pháp giới. Cho nên đang in 2000 cuốn trước, mấy anh em huynh đệ xem xong rồi bắt đầu mình lấy, mình gửi về cho gia đình. Dễ hiểu vô cùng, văn ngôn từ coi như là kiệt tác, bút tích của Ngài. Mà bây giờ những cái ngôi chùa tên Tịnh Độ, một số những người mà đi theo cái pháp môn Tịnh Độ thì người Trung Quốc họ đọc vào cái bút tích của Ngài, từ những cái nét chữ lưu lại nó quý giá hơn ngàn vàng. Chính pháp giới, đồng sanh về cõi tịnh. Kinh khủng. Bồ Tát Đại Thế Chí, cổ Phật mà, không phải đơn giản đâu. Nhiều người đôi khi mình xem thường văn sao, coi vài trang ngắn rồi mình không có biết cái nghiệp chướng của mình kêu dở, tội chết á. Nghiệp chướng của mình mà không biết sám hối đi rồi xem thường, tội chết. Nghĩa là cái tâm mình nó không có trân trọng pháp bảo, không có trân quý pháp bảo, thì làm sao có thể mình thành tựu được đạo nghiệp, đúng không? Pháp niệm Phật, tính hạnh nguyện là tông yếu, nếu thiếu một trong ba điều chẳng thể vãng sanh. Trong hạnh có tính nguyện. Hôm bữa nghe Ngài giảng, chỗ này là cái chỗ sâu sắc. Vì sao trong hạnh đang niệm Phật có tính nguyện? Khi người niệm Phật mà như con nhớ mẹ, thì khi mà họ như con nhớ mẹ, mà người con này không đủ khả năng để về sống bên mẹ, không tự đi để về sống bên mẹ, con lại tức còn nhỏ, không có đủ sức, là ý muốn nói nghiệp chướng mình nó quá sâu dày, không đủ thần lực, thần thông tự thân mình đi về Tây Phương Cực Lạc được. Mà chỉ có nhờ mẹ cha là Phật, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí dùng cái thần lực rước mình về. Cho nên người niệm Phật như con nhớ mẹ. Nếu mà ai niệm Phật như con nhớ mẹ thì trong hạnh có tính. Mà khi nhớ mẹ rồi thì muốn về với mẹ, muốn về quê của mẹ, về quê của cha. Mà khi muốn về đó thì gì? Liền được về gió trăng quê cũ. Còn phải họ có ai tranh? Hỏi thử có ai tranh? Thì khi người niệm Phật là như con nhớ mẹ, mà như con không những nhớ mà muốn về, thì trong hạnh có tính nguyện.
niệm được điều này không? Vì sao muốn về? Chưa chán ta bà, chưa chán cái thân mà nghiệp báo mà giả huyễn này, còn mê thân mình, mê thân người khác. Chưa chán thân, chưa có chán ta bà, chưa muốn xả ly ta bà. Niệm cho có thời khóa thôi, chứ ngoài miệng có mà trong tâm có niệm, biết là niệm nhưng mà không có như con nhớ mẹ. Mà khi người như con nhớ mẹ thì bây giờ mình muốn gì? Về gặp mẹ. Phải là trong hạnh có tín nguyện không? Chỗ này chỗ sâu sắc. Nếu mà làm không đủ cái công thức, thiếu ba, trong ba thiếu một là không được. Trong tính là tin mình là người nghiệp lực phàm phu sâu dày, tin Phật A Di Đà có khả năng rước mình về, tin lời Phật Thích Ca Mâu Ni không lừa gạt mình, tin cõi ngũ trược ác thế này nó làm cho mình khổ khổ hoại khổ hành khổ, và tin Tây Phương Cực Lạc không có ba thứ khổ này, không có tám thứ khổ. Cứ hàng ngày mình tin như vậy thì trong hạnh có tính đó. Và muốn về thì khi mình muốn về thì bây giờ mình sao? Cái nguyên tắc là phải kêu tên cha mẹ, là phải tha thiết nghĩ đến mẹ, đến cha. Những nguyên tắc đó là như vậy. Thì muốn về thì tiếp tục phải niệm. Thì trong nguyện có tính có hạnh, trong hạnh có tính có nguyện, trong tính có nguyện có hạnh. Ba cái này nó đi đôi với nhau là một, chứ không có tách rời được đâu. Ghê chưa? Ông đó ông hỏi, nếu mà có hạnh niệm Phật rồi thì bây giờ tính với nguyện đủ thì nó mới vãng sanh. Thì giờ tính nguyện với hạnh là hai cụm từ. Tính nguyện là một cái riêng rồi, hạnh là một phần riêng phải không? Ấn Tổ nói nè, không phải đâu. Ông nghĩ vậy không phải. Niệm Phật như con nhớ mẹ là có tính đó, muốn về với mẹ là có nguyện đó. Nhưng mà ông về chưa được là bởi vì ba cái này nó còn yếu kém đó. Sâu dày, thiện căn chưa sâu dày là ba cái tính nguyện hạnh là thiện căn chứ vậy. Tích lũy thiện căn phước đức nhân duyên đó là thiện căn, đó là tính hành nguyện còn yếu kém. Phước đức đó là hiếu dân cha mẹ, tôn kính sư trưởng, lòng từ không giết là 10 điều thiện chưa đủ. Tịnh nghiệp tam phước chưa đủ đó. Đúng không? Sầu lắm. Không phải đơn giản đâu. Bây giờ mình nghiệm lại mình thấy cái sức công phu của ngài hầu như trong văn sao là cái việc trì đại bi với niệm Quan Âm thì gần như là ngài cũng có nói, nhưng mà không có nhiều bằng niệm Phật. Bởi vì cái tâm ngài có cái sở chứng như thế nào và cái công phu của ngài như thế nào thì ngài nói ra trong văn sao nó nhiều như thế đó. Thì trong cái vấn đề mà niệm Phật thì gần như là ngài nói gọi là lấy câu niệm Phật làm bổn mạng nguyên thần á. Cho nên thành ra là ngài nói niệm Phật rất là nhiều. Đến nỗi mà ngài nói đến cái chỗ này, nếu không vướng bận gia cư là công việc của gia đình á, thường nhàn nhã thì đi đứng nằm ngồi nói nín thảy trì danh. Vô công phu mà đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo cơm vào đại tiểu tiện đều trì Phật danh được hết. Một là bốn chữ trong tâm: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thầm ra hơi sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật, hơi tai vừa đủ nghe. Cứ giữ cái cách này mà ngài dụng công đi đứng nằm ngồi nói nín, tiếp khách vẫn niệm được. Còn bây giờ câu Phật hiệu mình yếu không? Vừa bước ra mất liền, mở cửa cái mất liền, nghe tiếng động cái mất liền, vô giấc ngủ mới vừa vô giấc ngủ mất liền. Hôn tu hàm dưỡng quá yếu, quá yếu luôn. Ngủ là nó mạnh quá chừng luôn. Bữa trưa hôm qua kêu thôi ngủ ít thôi để tối ngủ. Thứ hai là thôi bữa trưa này mình niệm Phật thử á. Niệm Phật thêm một buổi trưa, thêm nhiều chút xíu đi. Nói vậy cái vừa niệm A Di Đà Phật trong tâm, niệm được vài câu vô giấc ngủ mất quốc một tiếng luôn. Lẹ ghê thiệt. Cưỡng không nổi ý thức của mình để niệm câu Phật hiệu, mình chủ động ngay bây giờ mình muốn niệm mà nó chìm trong giấc ngủ. Mà cái giấc ngủ so với cái cận tử nghiệp thì nó bằng 1/10, không mạnh bằng cái cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là sợ hãi này, chia lìa người thân nè, mất cái thân này nè, rồi không biết mình đi đâu nè, tâm run sợ nè, thì nó còn hơn giấc ngủ đúng không? Nó nguy hại hơn và nó hải hùng hơn giấc ngủ chứ. Mà bây giờ giấc ngủ đánh cái mất liền. Lẽ dĩ nhiên mình phải cho nó ngủ, nhưng mà ngủ buổi trưa vừa thôi chứ làm gì dữ vậy. 9:30, 8:30, 9 giờ ngủ đến lại 1-2 giờ, đó là 5-6 tiếng là được rồi chứ làm gì mà dữ vậy. Ngủ vậy mà còn lê mê dậy không nổi, bị giấc ngủ này trấn ác hết rồi.
chiếm chế ngự hết toàn bộ thân tâm của mình luôn. Ăn ngủ là ngũ dục nó chế ngự hoàn toàn hết. Thì chết làm sao đây? Cận tử nghiệp đến sao đây? Bọn phàm phu mình là đến lúc đó hẳn hay. Bọn phàm phu mình là vậy đó. Đến lúc đó hẳn hay. Hẳn hay thì đi đâu? Nghiệp đoạt mất chí hướng vãng sanh. Chưa nói ngoài đời là họ khóc lóc. Hôm tuần trước có nói về cái trợ niệm. Chuẩn bị ngày mai, nếu mà chú Duyên làm kịp là tối mai quý vị xem. Ngài có khai thị, ngài nói là nghiệp đoạt mất chí hướng vãng sanh. Nếu hiện tại là không phong tu hàm dưỡng, không niệm Phật cho kiên cố, kiên định, có tính tâm kiên định, thì lúc lâm chung nghiệp đoạt mất liền. Đó, ngay bây giờ nghiệp ngủ là ngũ dục, nó quất một cái là rụng liền đó. Ăn vô no chướng cái bụng lên rồi cái bắt đầu thở hì hì, niệm không nổi, hết hơi luôn. Ngày qua tháng lại như cá cạn nước, nào có vui chi. Bây giờ mình giữ làm sao được cái công phu mà để cho nó liên tục. Thì hai danh hiệu Bồ Tát và vì danh hiệu Phật và danh hiệu Bồ Tát, hai danh hiệu này phải dùng đúng lúc. Dùng đúng lúc. Lúc gặp hoạn nạn là chuyên nhất niệm Quan Âm luôn. Hoạn nạn đến với mình đó. Rồi bình thường đó thì niệm Phật cho nhiều, niệm Quan Âm ít hơn. Ngài nói sao mình làm vậy đi? Từ sáng vừa mở mắt ra là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật ra. Ngồi trên giường là A Di Đà Phật. Mới ngủ dậy không đủ hơi thở, trong giấc ngủ hơi thở nó không đủ, bắt đầu hít vô niệm 5-10 phút nửa tiếng tùy, bước xuống tiếp tục đề khởi liên tục cho đến lưu vô công phu luôn, làm được không? Quá dễ, nhàn nhã chứ có gì đâu. Mấy anh em sáng thức dậy là có suy nghĩ ra buôn bán làm ăn, tính toán lời lỗ gì không? Không. Mà sao niệm không được? Chưa thấy câu Phật hiệu là quý giá. Niệm không được. Suy nghĩ ở đâu á, suy nghĩ rồi cuối cùng nó cũng chả được cái gì. Không lại hoàng không, hai bàn tay trắng là hai bàn tay trắng, chả được cái gì. Cứ suy nghĩ phàm tình quá sâu dày luôn. Anh em mình đã đang tu định độ nữa mới chết đi chứ. Đang đi tu tịnh độ niệm Phật để vãng sanh nữa mới chết đi chứ. Mà không chịu niệm thì chết đi đâu. Coi lắm sách lắm, ông đâu ông coi quá nhiều sách. Mới nghe hồi sáng kìa, ông coi nhiều sách quá. Cuối cùng cái tri kiến nó phá, gọi là sở chi chướng phá công phu. Cho nên ông mới nói là tụng kinh, một cuốn kinh Di Đà với bốn chữ Di Đà Phật, rồi sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật là không tiêu nghiệp chướng hả? Do tri kiến của ông coi nhiều sách quá, nó phá đi cái sở chi chướng, là cái hiểu biết về Phật học, nó phá về cái tâm tu hành của ông đi. Một câu Phật hiệu người ta niệm Phật có thừa, nghe vô giống như là hai người đối thoại với nhau với một bộ phim hấp dẫn cực kỳ. Không chịu đâu, không chịu. Hằng ngày suy nghĩ vớ vẩn sằng bậy. Coi thử có không? Được cái gì rồi được cái gì? Bao nhiêu đời kiếp là phàm phu rồi. Sanh tử ra vô địa ngục ngạ quỷ súc sanh xuống hết mấy cái chỗ này đi tới hết rồi. Còn cái chỗ cửa Phật chưa về thôi, cực lạc chưa đến thì bây giờ đến đi. Đó, coi lại đi. Hằng ngày không chịu dụng công niệm cho nên lúc vô công phu ngán ngơ luôn. Công nhận cái thân này nó nghiệp chướng ghê chứ. Sáng dậy 1 giờ mấy, 2 giờ dậy xong rồi đến 1 tiếng mấy đồng hồ sau mà bắt đầu cái thân nó hơi khó chịu, nó đòi ngủ. Phải nằm trên cái giường mà ráng không cho nó ngủ và niệm trong tâm cho nó thiệt tỉnh ra để cái thân này nó khỏe. Mà cái thân nó khỏe mà tâm này bắt đầu nó có một chút xíu định rồi nó mới khế hợp, nó mới vô công phu nổi. Chứ không cái tâm mình mà muốn tu cho cái thân này nó không đủ sức, nó mệt. Thì phải biết cách để điều dưỡng nó cho nó làm sao thân tâm nó nhu nhuyễn, nó phối hợp, nó mạnh khỏe, đều đặn với nhau. Thì vô tu 3 tiếng nó không mệt. Phải tha thiết lắm chứ không phải dễ công phu đâu. Lèn sen là chết ngay. Rồi cuối cùng gì? Hưởng phước rồi đọa lạc, hưởng của tam bảo rồi đời sau mang long đổi sừng. Nguy hại lắm chứ không phải đơn giản đâu. Ngồi tính toán vô không phải là chuyện đơn giản đâu. Nghe như vậy có cảm xúc không? Cảm xúc chứ, không cảm xúc là như trâu bò rồi. Đúng không? Thực sự hôm nay nói với anh em mà vẫn nhàn tự nhắc lại lòng. Bây giờ ngài nói đến cái chỗ tịnh nghiệp. Hôm bữa ngồi nghe trong văn sao, ngài có nói được cái câu chỗ này. Cả một lá thư thôi mà bắt nhịp được cái chỗ này thấy hay. Ngài nói với ông đó là, tôi nói cho ông biết, nếu mà hạng phàm phu
ngũ nghịch thập ác. Ngũ nghịch là giết mẹ, giết cha, giết vị hòa thượng, làm Phật ra máu, phá họ hiệp tăng. Thập ác là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói láo, khơi khoang, đâm thọc, rủa chửi, ý tham sân si, vâng. Ngũ nghịch thập ác. Nếu mà tin cho tới nơi, tính nguyện cho tới nơi mà hành trì kiên định, thì kẻ ngũ nghịch thập ác này mang nghiệp cũ có phần vãng sanh. Còn kẻ thông tông thông giáo, là muốn nói ông đó đó, ông thông tông thông giáo mà ông không có tín nguyện, ông không có chịu niệm Phật, dầu cho ông triệt ngộ đi, ông vẫn là kẻ ngoài cửa, ông vẫn là sanh tử luân hồi. Đời sau giỏi lắm ông cũng trở thành một người có phước báu, làm vua trời người gì đó, rồi ông hưởng phước, ông tạo nghiệp xấu ác, rồi ông cũng đọa lạc. Ông kia chắc ông nghe chắc cũng sợ điếng hồn. Ghê không? Câu này nó hay cực kỳ luôn. Bởi vì cái thời Trung Quốc lúc đó là kẻ mà tu thiền thông tông thông giáo là đi phá tịnh độ dữ lắm. Tâm mình là vô niệm mà niệm gì nữa? Tâm mình là Phật rồi còn niệm Phật gì nữa? Cuối cùng là bượn ba cái câu đó của Phật Bồ Tát nói, của các vị tu chứng mà mình chưa là Phật, mà tâm mình cũng chưa vô niệm luôn. Thấy cái nguy hại này không? Chấp lý phế sự mà mình chưa đạt được lý. Mấy người mà đạt được lý là họ tu từ cái sự lên, không phá sự. Hầu như trong này nó đủ hết rồi, nhưng mà ở đây sẽ bổ túc thêm cái vấn đề tịnh niệm. Không giữ tịnh niệm được thì người này không thể nào có được tịnh nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu ý được thanh tịnh thì phải lấy từ cái ý gọi là tịnh niệm. Mà tịnh niệm đó là niệm thanh tịnh, mà muốn cho niệm đó thanh tịnh là phải niệm Phật thì nó mới thanh tịnh. Mà khi mà niệm Phật mà để nó thanh tịnh, gọi là tịnh niệm tương kế mà kéo dài thời gian được đó, thì tam nghiệp này nó đồng thanh tịnh. Mà tam nghiệp mà nó hằng là thường thanh tịnh thì đồng Phật vãng Tây Phương. Chỗ tịnh niệm này quan trọng cực kỳ. Chúng tịnh niệm này cũng chú trọng tại nghe. Trong tâm mình tịnh niệm cũng vẫn có tiếng để nghe. Niệm ra tiếng Nam Mô A Di Đà Phật cũng là tịnh niệm, chứ không phải là niệm trong tâm không mới là tịnh niệm. Niệm ra tiếng cũng tịnh niệm, niệm ra hơi cũng tịnh niệm, nhỏ tiếng hay lớn tiếng đều tịnh niệm. Mà tịnh niệm làm sao giữ được cho lâu dài thì tùy theo sức khỏe uyển chuyển làm sao đó, trong tâm ra hơi ra tiếng sao đó để cho nó được liên tục thì gọi là tịnh niệm tương kế. Thì mới nếu mà tịnh niệm tương kế thì gì? Tâm mình là gọi là tự đắc tâm khai. Cái vấn đề mà Ngài khai thị về tịnh niệm đó, thầy Minh bây giờ đọc đến cái chỗ tịnh niệm, lấy tất cả những đoạn mà Ngài nói về tịnh niệm á, trích ở trong này, đại chúng ngồi nghe xong thì giác nhàn nói về cái tịnh niệm này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép được tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về tịnh niệm tiếp nối. Xin thành tâm cung kính dâng lên cúng dường cho toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về tịnh niệm tiếp nối. Một, nếu chúng ta có thể đầy đủ lòng tin chân thật, nguyện thiết tha, như con nhớ mẹ, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối để niệm, thì hai tầng công phu xoay cái niệm để niệm nơi tự tánh của Đức Thế Chí, và xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh của Đức Quán Âm, sẽ hòa lẫn trong một tâm để niệm hồng danh vạn đức của Như Lai. Lâu ngày chày tháng, cái tâm nghiệp thức chúng sanh sẽ trở thành Như Lai bí mật tạng, đấy gọi là dùng quả địa giác làm nhân địa tâm. Cho nên nhân trùm biển quả, quả tột nguồn nhân, người có duyên gặp được mong chớ coi rẻ. Đấy là đường vào cửa Niết Bàn của vi trần Đức Phật, huống gì chúng ta là người đời mạt pháp, há dám chẳng noi theo ư? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tục Biên, Quyển Hạ, lời tựa cho ấn bản Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, được viết theo lối chữ Khải để tặng đại chúng đọc tụng. Số 2. Ông chưa biết tông chỉ tịnh đồ, hãy nên y theo những gì đã nói trong một lá thư gửi khắp, mà sanh lòng tin thật sự, phát nguyện thiết tha, chí thành khẩn thiết niệm danh hiệu Phật. Đừng dùng cách niệm quán tâm, hãy nên dùng cách niệm nhiếp tâm. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối, đất tam ma địa ấy là bậc nhất. Khi niệm Phật, trong tâm, ý căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi miệng, thiệt căn phải niệm cho rõ ràng, rành rẽ. Nơi tai, nhĩ căn
phải nghe cho rõ ràng rành rẽ. Ý thiệt nhĩ, ba căn mỗi mỗi đều nhiếp thủ Phật hiệu, thì mắt cũng chẳng ngó đông dòm tay, mũi cũng chẳng ngửi những thứ khí vị khác, thân cũng chẳng lười trễ biếng nhác. Đó gọi là nhiếp trọn sáu căn. Nhiếp trọn sáu căn để niệm tuy chẳng thể hoàn toàn không có vọng niệm, nhưng so với kẻ chẳng nhiếp sáu căn để niệm thì trong tâm thanh tịnh hơn nhiều lắm, vì thế gọi là tịnh niệm. Số 3. Nếu thường giữ được tịnh niệm cho liên tục chẳng bị gián đoạn, tâm sẽ tự được quy về một chỗ. Ở mức cạn là đắc nhất tâm, mức sâu là đắc tam muội. Tam ma địa cũng là tên gọi khác của tam muội. Ở đây dịch là chánh định hay còn dịch là chánh thọ. Chánh định nghĩa là tâm an trụ nơi Phật hiệu, chẳng còn rong ruổi theo bên ngoài nữa. Chánh thọ ngụ ý những gì được nạp thọ thâu nhận trong tâm chỉ là cảnh duyên công đức của Phật hiệu. Hết thảy cảnh duyên đều chẳng thể được. Thêm nữa, chánh định có nghĩa là tịch lẫn chiếu cùng viên dung. Chánh thọ có nghĩa là khuất phục được vọng, chân hiển hiện. Xin coi trong thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 5, trong bộ Ấn Quang Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. Có thể thật sự nhiếp cả sáu căn để niệm, chắc chắn nghiệp chướng tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng. Chẳng cần phải quán tâm mà tâm tự thanh tịnh sáng tỏ, sao lại đến nỗi mắc bệnh tâm hỏa bốc lên nữa ư? Do ông là phàm phu, nghiệp lực cực nặng, lầm lạc dùng pháp quán tâm nên mới đến nỗi như thế. Pháp quán tâm chính là pháp tu quán bên giáo, chẳng thích hợp lắm với người niệm Phật. Số 4. Nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối mới là vô thượng diệu pháp thích hợp khắp hết thảy căn cơ, thượng trung hạ cả phàm lẫn thánh. Hãy nên biết nhiếp trọn chú trọng tại nghe, dẫu niệm thầm trong tâm cũng vẫn phải nghe, bởi lẽ trong tâm khởi niệm liền có tướng của tiếng, tai chính mình nghe tiếng trong tâm của chính mình vẫn rành rẽ rõ ràng. Nếu có thể nghe được từng câu, từng chữ rõ ràng, thì sáu căn đều quy về một. Hễ nhĩ căn được nhiếp, thì các căn không cách nào rong ruổi theo bên ngoài, có thể đạt đến nhất tâm bất loạn. Xin hãy đọc lá thư gửi cho nữ sĩ Từ Phước Hiền trong bộ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên. So với tu những pháp quán khác, thì pháp niệm Phật ổn thỏa thích đáng nhất, tốn sức nhất, khế lý khế cơ nhất. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Quyển Thường, thư trả lời cư sĩ Dương Vĩ Chương. Số 5. Pháp môn niệm Phật lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông, lấy bồ đề tâm làm căn bản. Do bởi thật nghĩa tâm này là Phật, tâm này làm Phật, nhân trùm biển quả, quả thấu nguồn nhân, cho nên dùng nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối làm công phu thực hiện tối thiết yếu. Số 6. Dùng điều ấy để hành lại còn tứ huần thệ nguyện, thường chẳng rời tâm thì tâm hợp với Phật, tâm hợp với đạo, lúc đang còn sống sẽ dự vào bậc thánh, lâm chung lên thẳng thượng phẩm, ngõ hầu chẳng phụ cuộc sống này. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 3, thư trả lời cư sĩ Khang Ký Giao. Số 7. Niệm Phật theo lối truy đảnh dễ bị bệnh. Niệm lớn tiếng, nhỏ tiếng, niệm kim cang hay thầm niệm đều tùy theo tinh thần của chính mình mà điều chỉnh để dùng. Hả nên chấp chích cứng một pháp đến nỗi bị bệnh ư? Tùy tức chẳng bằng tịnh thính, lặng lẽ lắng nghe. Bởi lẽ tùy tức không khéo thì cũng còn bị bệnh, còn tịnh thính thì chẳng bị bệnh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Nguyện 4, đáp lời hỏi của Huyễn Tu Học Nhân. Số 8. Quán Thế Âm Bồ Tát xoay trở lại nghe nơi tự tánh. Đại Thế Chí Bồ Tát nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối. Kinh Kim Cang không trụ vào đâu để sanh tâm, chẳng trụ vào sắc thanh hương vị xúc pháp để hành bố thí cho đến vạn hành. Tâm kinh soi thấy năm uẩn đều không, đều nhằm dạy cho con người diệu pháp từ cảnh biết được tâm vậy.
Nếu cứ một mực muốn xem rộng khắp hết thảy các kinh điển, sách vở, thì sẽ không có lợi ích gì. Hãy nghiệp chướng chưa tiêu sẽ chưa đạt lợi ích ấy, tức lợi ích do học rộng nghe nhiều, mà trước hết còn bị mắc bệnh. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Mã Khế Tây, thư thứ 3. Số 9. Tham có nghĩa là thấy cảnh bèn dấy lòng yêu thích. Chúng sanh trong dục giới đều do dâm dục mà sanh, dâm dục do ái sanh. Nếu có thể quán sát mỗi mỗi kỹ càng thân mình, thân người từ ngoài vào trong, thì chỉ thấy hòm đất, mồ hôi, đờm rải, tóc, lông, móng răng, xương thịt, máu mủ, đại tiện, tiểu tiện, thối như xác chết, bẩn như chuồng xí. Ai có thể sanh lòng tham ái đối với vật này cho được? Tham ái đã dứt thì tâm địa thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh niệm danh hiệu Phật như chất ngọt được trộn lẫn, như vải trắng ăn màu, dùng nhân địa tâm khế hợp quả địa giác, sự giảm được nữa mà công gấp bội, lợi ích khó thể nghĩ suy. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 4, dạy những nghĩa lý về pháp môn tịnh độ và cách đối trị nóng giận. Số 10. Kinh Lăng Nghiêm. Nếu người không biết pháp tịnh độ, đọc đến sẽ cho kinh này là công thần bậc nhất để đã phá tịnh độ. Còn người đã biết tịnh độ sẽ thấy kinh này là hướng dẫn tốt lành cho tịnh độ. Vì sao nói thế? Dùng tự lực để ngộ đạo khó lắm, còn vãng sanh tịnh độ lại dễ. Nhân quả của 10 pháp giới, mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được một hai ấm, vẫn có thể bị ma dừa, trở thành chủng tử địa ngục. Đã thế 24 công phu viên thông, người bây giờ ai có thể tu tập được? Chỉ có niệm Phật như con nhớ mẹ, hễ ai có tâm đều phụng hành được, hễ tịnh niệm tiếp nối bèn tự chứng được tam ma chánh định. Người biết tốt xấu đọc đến còn chịu chỉ cậy vào tự lực, chẳng nương vào Phật lực nữa hay chăng? Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Yết ở Vĩnh Gia, thư thứ 7. Số 11. Phải biết chịu giúp cho người khác đạt được tịnh niệm vãng sanh thì cũng sẽ được hưởng quả báo có người trợ niệm. Chớ có nói chỉ vì cha mẹ nên mới phải tận hiếu như vậy. Đối với người dân cũng nên vun bồi ruộng phước của chính mình, trưởng dưỡng thiện căn của chính mình, thì mới đúng là đạo tự lợi, chứ chẳng phải chỉ vì người khác mà thôi. Thành tựu một người được vãng sanh tịnh độ chính là thành tựu một chúng sanh làm Phật. Công đức như thế há thể nghĩ lường được ư? Số 12. Nay tôi vì bà tính toán, hãy nên gạt bỏ hết thiền lục, chuyên tu tịnh nghiệp, dùng cái tâm mảy trần chẳng nhiễm, trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, hoặc niệm ra tiếng, hoặc niệm thầm, không xen tạp, không gián đoạn. Niệm phải khởi từ tâm, tiếng lọt vào tai, từng chữ phân minh, từng câu chẳng loạn, lâu ngày chày tháng sẽ tự thành phiến, đích thân chứng niệm Phật tam muội, tự biết Tây Phương tông phong. Đấy là đem cái công phu xoay trở lại nghe nơi tự tánh của Quán Âm, để tu tịnh nghiệp nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối của Ngài Thế Chí, thì tu tịnh mà là thiền, còn gì diệu bằng. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao, Tăng Quảng Chánh Biên, quyển 1, thư gửi từ phu nhân ở Hải Diêm. Thánh hiệu Quán Âm chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm, do vì họ dốc chí, mong được đại sĩ che chở, gia bị, ngõ hầu tiêu diệt tai họa. Đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm để phụ trợ. Nhưng niệm Quán Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, thư trả lời cư sĩ Châu Bá Tù, thư thứ 15, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ nói cái phần
tịnh niệm một chút. Cái cách mà để mình đi vào công phu mà giữ được cái tịnh niệm thì bốn chữ A Di Đà Phật niệm theo nhịp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật khác với lại A Di Đà Phật. Nếu tâm người có sức định á thì họ niệm nhanh, niệm chậm, niệm rời, niệm nhặt với nhau thì không thành vấn đề. Tâm họ có sức định sâu thì họ niệm chậm từng chữ cũng không thành vấn đề, cũng nhiếp tâm bình thường. Họ niệm nhanh hai chữ thì Ấn Tổ nói thì niệm nhanh chậm không thành vấn đề nếu tâm người đó có sức định sâu. Còn nếu mà tâm chúng ta tán loạn á, mà niệm để cho rõ ràng á, thì mình bắt nhịp hai chữ một nhịp A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, niệm theo nhịp như vậy. Còn lúc trước chúng tôi dùng cũng khá lâu từng chữ thì cái tâm mình nó mệt, nhiều lúc nó không hưng phấn nữa nghe. Nhất là tối ngủ mà ngủ không được cơ. À, gì? Cứ như vậy niệm hoài, cả đêm cái não mình nó chịu không nổi, nó phải có ngủ, nó sáng nó mới sảng khoái, nó mới tu được. Cả đêm như vậy. Cái cách dụng công của mình, thực ra niệm từng chữ không sai, mà cái tâm lực mình nó yếu, công việc nhiều quá. Cho nên thành ra trong tâm thường, mình tưởng chừng là nó không có, nhưng mà mình chiêm nghiệm lại là nó đang suy nghĩ và đang để tâm vô trong niệm Phật. Nó không suy nghĩ cái khác là được rồi đó, là ổn rồi đó. Cứ A-di-đà-phật. Bước đầu nó còn vọng tưởng. Ông đó ông kia ông niệm Phật sao vọng tưởng nhiều quá, kêu còn phàm phu mà sao không có vọng tưởng. Nó có vọng tưởng từ nhiều cho đến ít chứ. Ít lần cho đến bật hết vọng tưởng. Thì gọi là nhất tâm, gọi là sự nhất tâm. Mà sự nhất tâm đó là trên mặt thô thôi, chứ mặt vi tế của sự nhất tâm là phải đoạn được kiến hoạt, đoạn được tư hoạt, tham sân si mạn nghi đoạn được, thân kiến biên kiến tà kiến đoạn được, thì người này là sự nhất tâm về lý. Còn sự nhất tâm về mặt thô phù về sự là câu Phật hiệu liên tục không có vọng tưởng, thì gần như nó gọi là thành phiến. Thì buộc là phải tập thôi, cái gì cũng phải tập. Quý vị thấy con người mình sanh ra đây có ai không tập? Từ mới lọt lòng mẹ ra rồi bắt đầu từ từ biết lật nè, biết bò rồi biết đi, đúng không? Rồi lớn lên đi học, tự mặc quần áo, tự tắm rửa, cha mẹ cũng phải tập chứ. Ở cõi này không có cái gì mình không tập mà lại mình biết, không có. Tập mới biết, thì bây giờ niệm Phật cũng phải tập. Để tâm vô tập, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cái từ từ bắt đầu nó lắng lần, cái bắt đầu mình bước tới, thay vì mình mở cửa, mình nghĩ đến cái cửa mình mở, cái nó mất câu Phật hiệu phải không? Bữa sau mình mở, vẫn giữ được luôn. Vô xúc miệng phải không? Cầm cái căn chải xúc là mất phải không? Sau là xúc miệng vẫn giữ được luôn. Vô tắm cái mình rửa, mình tắm rửa mất phải không? Tắm rửa giữ vẫn được luôn. Làm sao được như vậy? Thì hàng ngày thường tập thôi. Không có gì khác, không có gì khó đâu. Chịu tập hay không à? Ngài Tử Tâm Tăng Thiền Sư nói Phật hiệu rất dễ niệm, Di Đà thật dễ niệm, Cực Lạc thật dễ sanh. Nếu đầy đủ tín nguyện, đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà chân thật niệm Phật mà không vãng sanh thì lão tăng này đọa địa ngục kéo lưỡi. Thì bây giờ mình muốn bốn chữ trong tâm thường xuyên để giữ, thì lúc lâm chung mình cũng bốn chữ ra đi. Nhưng mà không phải là bốn chữ hòa như vậy mà nó chịu đâu, cũng phải sáu chữ ra tiếng mới có đủ cái lòng cung kính trong đó, chứ không phải một cách mình chấp hoài được. Để ý coi, niệm bốn chữ một hoài một thời gian, một hai ngày bắt đầu là nó mệt, nó sanh ra, nó ngán, cái tập khí nó mạnh hơn, nó quật cái là dăng. Mình giữ cái cách đó không được, cái mình kêu thôi niệm Phật không được, mất mình chuyển sang tu cái khác. Bây giờ mất cái kiểu mà yếu lần hoặc giả là nó ngán nữa, con người mình là nó chán, để ý coi. Cái chuyện tu mình cố gắng thì mình thấy vui vui vậy, chắc về có vợ vài bữa nhìn mặt vợ cũng chán à. Hòa thượng nói nhìn vài chục ngàn lần thì cũng chán á. Và ông chính, đó ông cười kìa, chắc chắn rồi. Bản chất con người mình là thối chuyển gọi là chán. Có cái xe mới thích rồi vài bữa cũng chán, con vợ mới vài bữa cũng thích vợ khác, rồi có cái nhà vài bữa cũng chán. Bản chất con người mình ở chỗ này là chán, cho nên ngài biết như vậy, cái nói trời đất cũng có mưa có nắng, có sáng có tối, chứ có sáng hoài nó tối hoài hoặc mưa hoài có chịu nổi không? Không. Thì cái cách tu cũng vậy, tâm mình nó nhiều phiền não, nhiều cái nghiệp chướng thì phải dùng đủ cách để mà chế ngự nó, chứ đâu phải một cách mà được đâu. Nó tham phải không? Nó tham sắc phải không? Là phải quán bất tịnh, đúng không? Nó sân hận phải quán từ bi. Nó tán loạn là phải gì? Dùng hơi thở để nhiếp nó.
nó nghiệp chướng nhiều, mà ai không nghiệp chướng nhiều thì phải niệm Phật. Vô minh nhiều thì quán nhân duyên. Đó, ngũ đình tâm quán, Ngài hay nhắc trong văn sao. À, dùng 4 chữ 2 nhịp, dùng 6 chữ ra hơi 3 nhịp. Rồi phải niệm Quan Âm thêm nữa chứ không phải không có. Thánh hiệu Quán Thế Âm chính là chỗ nương tựa lớn lao cho hiện thời. Hãy nên khuyên hết thảy mọi người cùng niệm. Nếu là người tu tịnh nghiệp, ngoài những lúc niệm Phật, hãy nên chuyên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Đối với kẻ chưa phát tâm, hãy dạy họ chuyên niệm. Do vì họ dốc chí mong được đại sĩ che chở, gia bị ngõ hầu tiêu diệt tai họa, đợi cho đến khi họ đã sanh được lòng tin, lại dạy họ lấy niệm Phật làm chuyện chánh, niệm Quán Âm phụ trợ. Cái cách của Ngài bước đầu, những người nào mà tính tâm kém thì chỉ cho họ niệm Quán Âm. Họ gặp khổ đau nhiều quá rồi, chỉ cho họ niệm Quán Âm. Sau đó rồi họ có tính tâm rồi chuyển sang niệm Phật. Nhưng mà trong này có một số người họ giữ niệm Quán Âm thường xuyên luôn, như thầy Minh rồi thì thầy Long hồi trước Giác Nhàn cũng vậy. Mà nếu mà họ niệm mà họ tin họ vãng sanh được thì niệm Quán Âm, nhưng niệm Quán Thế Âm để cầu sanh Tây Phương thì cũng được như nguyện, tức là niệm Quán Âm cũng được cầu vãng sanh vẫn được. Mà dạo gần lại đây thì nếu mà mình chuyên vào niệm Quán Âm, không cho bản thân của mình niệm, nhưng mà khi mà mình thường mình niệm Quán Âm là mình nói ra cho mọi người là để cho họ niệm Quán Âm. Khi mình niệm Phật thêm thì mình cũng nói ra cho mọi người niệm Phật thêm, trong tâm mình sao nói ra vậy à. Thì hôm nay chúng tôi chuyển sang niệm Phật từ khuya sáng mới thức dậy cho đến chiều công phu xong. Vừa chiều công phu vừa ngất bắt đầu đề khởi qua niệm Quan Âm cho đến tối. Và tối lễ Quan Âm, niệm Quan Âm trì đại bi xong đi ngủ. Thì cái cách này thấy gần như là lúc bình thường không có chuyện gì xảy ra thì niệm Phật cho nhiều. Và mình vẫn giữ cái duyên mình với Đức Bồ Tát Quan Âm để gặp nạn để chuyển sang niệm Quan Âm. Có những lúc niệm Quan Âm suốt ngày, nhưng mà mình niệm 10.000 câu Phật hiệu thì phải 5.000 câu Quan Âm, không bỏ Quan Âm. Cái cách Ngài chỉ cho mình là phải cần có Bồ Tát Quán Thế Âm để gia trì. Thì bây giờ mấy anh em dùng cái cách nào để mà mình đi vào công phu? Bấm thì bấm thời gian mỗi tay, thấy cũng bỏ. Hồi xưa mình mua nhiều quá bỏ. Lần chuỗi thì Ngài nói đi thôi, chứ ngồi mà tay động thần không an cũng bị bệnh. Thì bây giờ làm sao? Dùng cái ý của mình để mà nhiếp vào câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Dùng 4 chữ, 5 chữ đi lần, rồi bắt đầu qua 7 chữ, qua 6 chữ, đổi qua đổi lại, đổi làm sao để cho nó giữ được liên tục trong hàng ngày. Cố gắng là được, thực sự cố gắng là được. Nhưng mà bọn phàm phu của mình có cái điều đó là nếu mà không khổ đó ngang thì nó cứ cờ lơ phất phơ, nhưng mà khi nó gặp ác mộng, nó ngủ không được, rồi nó gặp nhiều chướng ngại đó thì bắt đầu nó đề khởi cho coi. Lấy khổ làm thầy mà, khổ là thuốc thần mà. Mà nếu mà chưa khổ mà niệm được á, mà có tính tâm được á, thì để mà họ giữ trù á, họ trù bị á, họ giữ phòng á, Ấn Tổ hay nói dùng từ là giữ phòng á, thì lúc gặp khổ á, nó qua rất nhẹ nhàng, và cũng ít có khi khổ đến với họ nữa. Bạc khổ hết rồi. Nghe Ngài nói nghiệp cũ nè. Lấy ở trong Thi Kệ Tốt Yếu. Đức Như Lai vì tâm lượng đại bi, pháp tự thuyết là pháp môn quyền xảo, khiến phàm phu còn trong vòng nghiệp đạo, nếu tu trì mang nghiệp cũ vãng sanh. Mang nghiệp cũ. Kiến hoặc tư hoặc tham sân si mạng nghi thân kiến tà kiến gì đó còn. Nhưng mà câu Phật hiệu chiếm ưu thế, tính nguyện chiếm ưu thế, đủ thiện căn phước đấng nhân duyên, về tới Tây Phương Cực Lạc, hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, thì những nghiệp cũ này tự mất. Giống như lò, những lần là cái lò luyện lớn mà lửa nó hùng hục trong đó, mà cầm miếng thiết luyện vô cái nó chảy ra thành nước. Về tới Tây Phương là cái lò luyện để nó tiêu trừ kiến hoặc tư hoặc tham sân si, về tới bên đó hoa nở thấy Phật, ngộ vô sanh, cái là mất sạch hết. Không có nghiệp để được nữa. Mang nghiệp cũ vãng sanh mà nhưng mà về tới bên đó thì không có nghiệp để được rồi. Mấy người ngũ nghịch thập ác mà họ về tới Cực Lạc, họ nở thấy Phật ngộ vô sanh là bằng với A-la-hán là tiêu kiến hoặc tư hoặc rồi. Không một pháp môn nào hơn tịnh độ, cũng bởi Phật lực tự lực đều gồm đủ, giúp người đoạn hoặc chứng chân pháp thân, hoặc là mang nghiệp cũ để vãng sanh, dù ngu phụ cho đến hàng đẳng giác, đều hưởng đức ân, đưa người giải thoát.
hay lắm. Lúc lâm chung quyết định được vãng sanh, cho nên nói là mang theo nghiệp cũ. Không trách trời, không oán người, ung dung chiêu đãi. Đến một ngày mang nghiệp cũ vãng sanh, vui theo mệnh trời, thuận nhân quả rõ rành. Chớ có bảo cầu sinh là hèn mọn. Chớ có bảo cầu sanh về Tây Phương sinh Phật rước là hèn mọn. Trời siêu lắm. Nếu có kẻ trì kinh gặp người chế nhạo, người ấy do nghiệp xưa sẽ đọa vào ác đạo, nhưng vì bị người khinh nên nghiệp cũ tiêu tan, hay sẽ chứng thành quả Phật cũng do tâm, khiến nghiệp địa ngục chuyển say thành nhạo báng. Do thay vì mình đọa địa ngục không, người ta nhạo báng, người ta chê bai, người ta chù dập, người ta quyền rũ mình đó, thì tiêu những cái nghiệp của quá khứ để tương lai không đọa ác đạo. Nhưng mà người đời họ không chịu đâu. Chà đạp hỉ bán chê bai nói xấu họ là họ phải làm lại liền. Đó là bọn phàm phu là vậy đó. Còn cái người biết tu là họ biết là đó là tiêu nghiệp cũ. Người nói trên từ nghiệp cũ này rất là hay. Bây giờ mới in xong cái cuốn kinh Phổ Môn nè, Di Đà nè, Ngũ Bách Danh chung một cuốn luôn, rất đẹp. Mới in về xong luôn, bây giờ gửi cho, chút nữa sẽ gửi cho mấy anh em huynh đệ. Đó là buổi sáng bữa nay cả khu chuyên tu mình trên chùa là tụng Phổ Môn. Bởi vì sao vậy? Bởi kinh, cái bộ kinh Pháp Hoa này cũng nhân duyên với Giác Nhàn. Mà họ thường trí tịnh kêu là tôi mê Pháp Hoa lắm, nhưng mà tụng hết không nổi, tôi chỉ trích ra cái tinh yếu trong Pháp Hoa là phẩm Phổ Môn, cho nên tôi tụng buổi sáng. Cái này là Giác Nhàn lấy từ Hòa Thượng Trí Tịnh. Mà Hòa Thượng Trí Tịnh thì ngài niệm Phật, ngày thọ đến 90 mấy 98 tuổi đó. Rồi thứ hai là kinh Di Đà thì mình tụng buổi tối. Nhưng mà kinh Ngũ Bách Danh này, như hồi sáng Giác Nhàn thấy đó, thì mình lại chỉ một buổi sáng thôi. Buổi chiều thì mình niệm Quan Âm như mỗi lúc, và buổi tối mình niệm Quan Âm. Chớ mà không ăn chiều lại 50 lại nó cũng đuối. Ở đây thấy nó mệt. Mới lần đầu nó không quen á, chính coi như là choáng váng mặt mày luôn á. Bởi vì mình ráng cho hết 50. Còn nếu mà mình lễ Quan Âm thì mình có thể mình lễ tùy theo. Mà tối mà thường mà mình niệm Quan Âm xong mà mình lễ nhẹ nhẹ, đừng có nhiều á, mà tụng Đại Bi xong rồi vô giấc ngủ rất ngon. Phối với hợp với ăn chiều nữa là tuyệt đỉnh luôn. Đó là cái việc mà ở đây đang áp dụng như vậy. Cho nên thành ra là cái bộ kinh này là còn như là anh em, nếu mà chừng về sau in 2000 cuốn á, có mấy Phật tử họ cúng dường thì mình gửi về gia đình cho mình hướng dẫn họ. Được chưa? Hướng dẫn cho họ để lạy Ngũ Bách Danh. Nếu mà không có cái máy á, họ lạy một mình, như hồi sáng ở đây lạy một mình không máy, nhưng mà có đại chúng thì phải lạy theo máy. Mà lạy một mình thích lắm. Về cái việc mà lễ Ngũ Bách Danh ngày mai đó, thì buổi sáng 4 giờ mình dậy như thời khóa bình thường, mình lạy 250 thôi. Chiều mình lạy 250 nữa là một ngày 19 mình hết. Chứ nếu mà mình làm luôn 500 mỗi ngày thì đuối, mệt. Lâu ngày nó mất sức. Đó. Cho nên thành ra nhắc lại như vậy. Còn buổi tối đó thì với buổi chiều á, thì mình có thể niệm Quan Âm và mình bớt cái thần chú Đại Bi lại. Lý do gì? Lúc trước đầu tiên ở sáng 54, chiều 54, nửa năm như vậy đó. Mà nhiều lúc nó mệt cái não mình phải ráng, nó quá mệt. Cho nên Ấn Tổ 25, 50, 75 là cái ý của Ngài. Nhiều lúc trì Đại Bi không nổi thì Ngài giảm. Bây giờ mà trì 20 phút á, 20 phút á, thì mình tụng ra tiếng không thành vấn đề, rất khỏe. Mình tăng thêm cái niệm Phật với niệm Quan Âm lên. Mà một số người như thầy Minh, thầy Thiện, thầy dành cái thời gian 108 thì ở đây cũng khuyến khích thôi. Nhưng mà cái thời khóa chung với mấy anh em á, thì ở sáng ở đây thường là 3:30 là bắt đầu, từ ngưng ăn chiều là bắt đầu vô tu 3:30 khỏe re luôn. Đến 6:30 3 tiếng. Thì niệm Phật 1 tiếng rưỡi, tụng kinh niệm Phật 1 tiếng rưỡi, niệm Quan Âm 1 tiếng, còn lại 30 phút đó là 2 tiếng rưỡi rồi đó. Còn lại 30 phút đó là tụng Đại Bi có nửa tiếng, rất khỏe tụng được. Rồi hồi hướng 10 phút nữa là coi như là từ khi nhịn ăn đến bữa nay 3 tiếng rưỡi là ngọt sớt luôn ạ. Còn mấy anh em cho nó chia ra làm sao đó, là mình chỉ cần 20 phút Đại Bi. Nghe thầy Thiện nói là buổi tối với buổi sáng Đại Bi là im re hết, nó mệt. Nếu mà cười trì Đại Bi không á, như chú Quảng Tịnh một ngày ông 108 là ông trừ Đại Bi không à. Không niệm Phật, không niệm Quan Âm, không gì hết thì được. Còn mình đây vừa tụng kinh, vừa niệm Phật, vừa lễ Quan Âm nữa, lúc đó nó đuối. Cho nên 20 phút là vừa, không thể bỏ Đại Bi được. Thì nếu mà 20 phút như vậy thì một ngày mình cũng gần được 50 rồi. Thì bằng như là cái bình quân của Ấn Tổ. Đó sáng, trưa, sáng, chiều và tối 20 phút. Ở dưới này cũng vậy, rất khỏe. Đúng không ạ? Ra tiếng cũng được, ra hơi cũng được, ngồi dưỡng hơi. Thì nó rất là khỏe. Còn cái việc mà vừa mới đây trên mạng có đăng và YouTube có nói là Hòa Thượng Phổ Tuệ là
là trưởng lão đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ là pháp chủ, đệ tam pháp chủ, là vị pháp chủ thứ ba trong giáo hội Phật giáo Việt Nam của mình, mới viên tịch ngày 21, bữa nay 23 này, ngày mai là nhập tháp này. Ngài thọ 105 tuổi. Ngài cũng niệm Phật. Ngài niệm Phật rất là nhiều. Ra đi rất tự tại, nhẹ nhàng, không đau bệnh. Mà hôm trước có nghe Ngài khai thị mấy câu, Ngài nói: tôi ăn ít lắm, tôi xài của tam bảo cũng ít lắm, điện tôi không có phí, thắp bóng đèn nhỏ nhỏ, gần như là tích phước. Mà khi mà con người mà bị tích phước rồi, thọ mạng kéo dài. Lúc lâm chung gọi rằng các căn vui vẻ, không bệnh hoạn. Thì sáng ngày mai bắt đầu mình sẽ lễ 250 học công phu, mình hồi hướng cho Giác Linh Hòa Thượng Thích Phổ Tệ, đệ tam pháp chủ. Ngài là pháp chủ giáo hội Phật giáo Việt Nam, các ngành ban họ tới viếng rất là nhiều, nhưng mà chùa mình thì giờ dịch bệnh cũng không có đi đâu được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Mọi chi tiết xin liên hệ Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, chùa Quan Thế Âm, website www.vôlượngthọ.vn, địa chỉ thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại 0909 747474 hoặc 0933447312. Quý vị liên hữu đồng tu muốn thỉnh kinh A Di Đà hoặc các sách của tổ sư Ấn Quang, xin liên hệ số điện thoại sau: 0792 344 948 hoặc 0904 775 948. Quý vị muốn ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản: 1. Tài khoản cũ, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0561 000 747474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 2. Tài khoản mới, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 11117474, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số 3. Tài khoản Sacombank, tên tài khoản Trần Văn Hơn, số tài khoản 0500 1769 0393, ngân hàng Sacombank, chi nhánh Đức Trọng, Lâm Đồng. Số điện thoại liên lạc 0933 447 312. Quý vị Phật tử ở Mỹ và Canada phát tâm ấn tống kinh sách, tượng Phật, phóng sanh, cúng dường tam bảo, vân vân, xin tùy hỷ gửi vào tài khoản Bank Name John Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam, Lâm Đồng, France. Bank Address 33 Nguyễn Văn Cừ Street, Hoa Quan, Đà Lạt City, Lâm Đồng Province. Swift Code BFTVVNVS 056. Account No 0561 370 7474. Name of Account Trần Văn Hơn. Địa chỉ Việt Nam, thôn Phú Thành, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Xin trân trọng kính chào quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.